chứa hay gỗ cóc. Tôi đưa đây Thái cho. Xin chào các bạn, mình là Kim Trung. Còn mình là Chí Thành. Trung này, tại sao chúng ta lại khóc nhỉ? Ý tôi là chúng ta khóc rất nhiều. Chúng ta khóc khi vui, khi buồn, khi đau, khi sợ, khi bị người yêu bỏ. Có những lúc khóc lại không phải là khóc. Những lúc thấy hành chẳng hạn, có phải là khóc đầu đôi mắt chỉ ra đầm đìa. Thế cuối cùng vì sao chúng ta lại khóc nhỉ? Thực ra thì nước mắt có rất nhiều tác dụng đấy. Và không phải là nước mắt nào cũng giống nhau đâu. Nước mắt khi bụi bay vào mắt khác hoàn toàn so với nước mắt khi chúng ta xem phim Đôi mắt thiên thần Angel Eyes chẳng hạn. Cậu biết không, nước mắt của chúng ta có tới 3 loại. Và thậm chí ngay cả bây giờ chúng ta cũng đang khóc đấy. Thế á? Không, là một con trai không bao giờ khóc cả. Có đấy, đấy là nước mắt nền. Nước mắt nền là loại nước mắt luôn ở đó, bảo vệ mắt chúng ta khỏi những loại vi khuẩn trong không khí, bôi trơn cho mắt chuyển động và làm cho mắt mình luôn long lanh. Tiếp xúc trực tiếp với mắt chúng ta là một lớp màng nhầy. Đây là lớp keo giữ cho nước mắt nền không trôi đi ngay khi tiết ra. Tiếp theo là lớp nước, giúp cho mắt lúc nào cũng ẩm ướt, bảo vệ giác mạc khỏi vi khuẩn và các tổn thương khác. Ngoài cùng là một lớp dầu, giữ cho bề mặt lớp nước mắt nền luôn trơn nhẵn, giúp mắt dễ dàng nhìn qua và giữ cho hai lớp bên dưới không bị bay hơi. Vậy thì không có nước mắt nền thì mắt chúng ta sẽ bị phồng lên, vẫn tung ra và chúng ta sẽ bị mù à? Chị ơi, đừng phóng đại như vậy chứ, đây là chương trình khoa học mà. Nhưng thầy nói cũng đúng đấy, vì nước mắt nền rất quan trọng nên mỗi ngày chúng ta tiết ra tới gần 300ml nước mắt đấy. Ồ, vậy là cả một lọ nước ngọt cơ. Đúng đấy, và một năm thì con số đó là 113 lít cơ. Wow, thế sao bây giờ chúng ta không đồng ý nước mắt nhỉ? Bởi vì mắt chúng ta có hệ thống cấp thoát nước hoàn hảo. Bình thường nước mắt được tạo ra liên tục, sau khi thấm ướt giác mạc và kết mạc sẽ chảy vào các lỗ lệ nằm ở góc phía trong của mi mắt, rồi theo đoạn ống dẫn chảy vào túi lệ. Túi lệ nằm trong một hốc lõm của xương lệ, có ống lệ dẫn xuống hốc mũi. Khi ta chớp mắt, túi lệ bị ép lại làm cho nước mắt từ túi lệ tràn ra, chảy vào hốc mũi theo ống lệ. Ước gì Hà Nội mình có hệ thống thoát nước hoàn hảo đấy nhỉ? Thực ra thì không hoàn toàn hoàn hảo đâu, vì nước mắt thì thường chảy xuống hốc mũi và mũi lại thông với họng, nên mỗi khi ta bị đau mắt đỏ thì điện thường nhận thêm quả của mạng để lan xuống mũi và đau họng. Hôm trước tớ bị đau mắt đỏ xong bệnh tớ bật thái hành nên là nước mắt nước mũi đầm đìa luôn. À, đó là loại nước mắt thứ hai đấy. Cơ chế này xảy ra khi khối bụi bẩn nó rất kích thích vào mắt. Nước mắt phản xạ chứa rất nhiều các loại kháng sinh tự nhiên sẽ tiêu diệt hết tất cả các loại vi trùng vi khuẩn. Vì thế các bé lưu ý nhé, khi bị bụi bay vào mắt chúng ta phải nhất không được rụi mắt. Ta thường có thói quen rụi mắt khi có bất kỳ vật thể gì bay vào mắt, thế nhưng điều này rất nguy hiểm bởi vì khi rụi mắt thì có thể làm cho hạt bụi bay vào sâu bên trong mắt hơn, làm cho sức giác mạc gây đau đớn và gây tổn thương mắt vĩnh viễn. Vì thế đừng rụi mắt mà hãy để nước mắt phản xạ thực hiện nhiệm vụ của nó nhé. Thứ hai, chúng ta nên chớp mắt càng nhiều càng tốt, vì khi chớp mắt nước mắt phản xạ xuất hiện sẽ làm rửa trôi các hạt bụi đi và làm cho các vật thể nhỏ dạt ra khỏi mắt. Vậy là nhớ những các bé không được rụi mắt, không sẽ bị mù đấy. Cậu toàn nói linh ta linh tinh. Cậu làm tớ liên tưởng tới một bộ phim, đó là phim Đôi mắt thiên thần. Nhân vật chính cũng bị mù đấy. À, đấy quá, cậu đã khóc lần nước mắt thứ ba đấy. Cậu biết mà, đó là nước mắt cảm xúc đấy. Khi chúng ta quá buồn, quá sợ hãi, quá đau đớn hoặc quá vui để nước mắt kiểm soát, ta sẽ khóc. Và khi này, đó chính là nước mắt cảm xúc đấy. Thế á, tớ không khóc bao giờ cũng bị làm sao đâu. Cậu đúng là con trai chẳng biết gì. Khóc giúp chúng ta giải tỏa bực dọc, nỗi buồn và giúp chúng ta cân bằng tâm trạng lại đấy. Ngoài ra khi ta khóc, mọi người sẽ biết chúng ta đang buồn hay đang vui để sẵn sàng cảm thông và chia sẻ. Vì thế ta sẽ càng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Cậu cũng nên tập khóc đi nhá. Vậy là sau video ngày hôm nay chúng ta đã biết được chúng ta có ba loại nước mắt nền, nước mắt phản xạ và nước mắt cảm xúc. Nước mắt nền luôn ở đó giúp mắt chúng ta hoạt động bình thường. Nước mắt phản xạ bảo vệ chúng ta khỏi những loại bụi bẩn và vi khuẩn. Nước mắt cảm xúc giúp chúng ta đỡ đau, đỡ buồn, giúp tâm trạng con người tốt hơn. Các bạn nhớ nhé, không phải lúc nào kìm nén cảm xúc để cố tỏ ra vui vẻ cũng tốt. Phải biết thể hiện cảm xúc đúng lúc mới là điều quan trọng. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.